Đứa nội mày đay tái phát mà nói thì các chị em đang mang bầu và chị em sau sinh mắc phải căn bệnh này rất là nhiều, và các chị em cũng có một cái băn khoăn là không biết liệu phụ nữ đang mang thai, phụ nữ sau sinh là phụ nữ đang cho con bú thì có thể sử dụng được phụ vị khang hay không. Dược sĩ có thể giải thích vấn đề này để hỗ trợ thêm chị em ạ. Phải nói là phụ nữ mang thai và các chị em sau sinh thì là hai trong số rất nhiều đối tượng rất dễ bị bệnh dị ứng nổi mề đay. Với phụ nữ mang thai thì cơ thể người mẹ sẽ có nhiều biến đổi bởi nội tiết tố và rất nhiều các yếu tố có thể tác động và khiến hệ miễn dịch và sức đề kháng của hệ kém đi. Do đó thì rất dễ bị mề đay dị ứng. Với phụ nữ sau sinh thì sức đề kháng và hệ miễn dịch của họ vẫn còn yếu, cũng là cơ hội để mề đay dễ dàng gây bệnh và tái phát liên tục. Trên thực tế thì phụ vị khang đã được 3 bệnh viện là Bệnh viện Da liễu Trung ương, Khoa Da liễu Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu và ghi nhận hiệu quả trong việc hỗ trợ điều trị mề đay dị ứng tái phát. Các kết quả nghiên cứu đều khẳng định sản phẩm không có tác dụng phụ và không chống chỉ định với phụ nữ có thai hay cho con bú. Tuy nhiên, với phụ nữ có thai hay cho con bú thì mọi tác động đều có thể ảnh hưởng đến em bé. Do đó thì các bạn cần cân nhắc trước khi sử dụng sản phẩm. Để đạt hiệu quả tốt nhất thì các bạn nên đến các cơ sở y tế để được bác sĩ chẩn đoán và điều trị phù hợp. Sản phẩm có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.